cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sống của đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu biển đỏ nóng rực chiến hạm Mỹ bắn hạ UAV đang tấn công tàu thương mại chiến hạm Mỹ USS Carney đã bắn hạ ít nhất ba máy bay không người lái UAV của lực lượng Houthi tấn công các tàu thương mại trên biển đỏ CNN dẫn lời một giới chức Mỹ cho hay số UAV nói trên là một phần trong bốn cuộc tấn công nhắm vào ba tàu thương mại riêng biệt do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn thực hiện ở Yemen theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, sáng 4 tháng 12, tàu USS Carney phát hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm được bắn từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen về phía tàu MV Unity Explorer, một tàu chở hàng được gắn cờ Bahamas do Anh sở hữu và vận hành. Phi đạn rơi xuống ở khu vực lân cận tàu USS Carney đang tuần tra ở Biển Đỏ vào thời điểm đó. Vào chiều cùng ngày, hai tàu thương mại khác ở Biển Đỏ đã bị tấn công bằng tên lửa, gồm tàu MV Number no. 9, tàu mang cờ Panama do Bermuda và Anh sở hữu và điều hành, và tàu MV Sophie 2. Chiến hạm USS Corny đã nhận cuộc gọi cầu cứu từ các tàu thương mại và đã bắn hạ các UAV tấn công các tàu này. Ba tàu thương mại không bị thiệt hại đáng kể trong vụ tấn công bằng phi đạn. Tổng thống Nam Hàn thay Bộ trưởng Tài chính và năm thành viên của nội các. Hôm nay, văn phòng của Tổng thống Nam Hàn thông báo, Tổng thống Yoon suk yeol đã thay Bộ trưởng Tài chính cùng với năm thành viên khác của nội các. Theo hãng tin Yonhap, ông Choi Sang-mok, cựu thư ký cấp cao về các vấn đề kinh tế của Tổng thống, được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính. Cựu hiệu trưởng của trường nữ sinh Sok Myung là Kang Yung Ai, được bổ nhiệm làm bộ trưởng về các vấn đề cựu chiến binh. Song Mi từng là nhà nghiên cứu cao cấp ở tại Viện Kinh tế Nông thôn Nam Hàn cho vị trí là bộ trưởng nông nghiệp. Park Sang Woo, cựu giám đốc công ty phát triển nhà ở quốc doanh Korea Land and Housing Corp, làm bộ trưởng đất đai. Kang Do Hyun, chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Đại dương Nam Hàn, làm bộ trưởng đại dương và Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Oh Jung joo là một trường các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đó vào hôm 30 tháng 11, Tổng thống Yoon suk yeol đã tiến hành cải tổ văn phòng của Tổng thống. Thay toàn bộ cố vấn, đội ngũ nhân sự mới của văn phòng Tổng thống sẽ bắt đầu nhiệm vụ kể từ ngày hôm nay. Tinh tặc Bắc hàng đánh cắp dữ liệu và tiền từ nhiều công ty Nam Hàn. Cảnh sát Nam Hàn cho biết tổ chức tinh tặc Andario của Bắc Hàn đã đánh cắp dữ liệu kỹ thuật số có chứa thông tin về nhiều công nghệ quan trọng của các công ty quốc phòng Nam Hàn. Nhóm này cũng chuyển một phần tiền đánh cắp qua các cuộc tấn công mã độc tống tiền ransomware đối với nhiều doanh nghiệp khác. Vụ việc được sở cảnh sát Seoul phát hiện khi cộng tác cùng cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo hãng tin Yonhap, tổ chức Endario do cơ quan tình báo chính của Bắc Hàn đứng sau. Nhóm tin tặc đã xâm nhập các trang web thuộc hàng chục doanh nghiệp và tổ chức tại Nam Hàn, bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin của một tập đoàn Nam Hàn, cùng các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, công ty quốc phòng và các tổ chức tài chính liên quan đến khoa học và công nghệ cấp cao. Theo cảnh sát, dữ liệu bị rò rỉ do vụ tấn công mạng bao gồm dữ liệu kỹ thuật số chứa các công nghệ phòng thủ quan trọng như vũ khí phòng không, tia laser và thông tin cá nhân của người dùng các trang web. Dữ liệu bị rò rỉ có dung lượng lên đến 1,2 terabyte. Bên cạnh đó, Enderio cũng được cho là đã lấy cấp số tiền kỹ thuật số trị giá hơn 360.000 Mỹ Kim thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc ransomware vào ba công ty năm hàng. Một phần trong số tiền này được cho là đã được chuyển về Bắc Hàn. Từ Trung Quốc, thưa quý vị, người dân Trung Quốc mua chung cư và vàng thỏi và họ tuồn tiền ra nước ngoài. Giới nhà giàu của Trung Quốc chuyển đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim ra khỏi đất nước trong năm nay. Họ đang dùng tiền tiết kiệm để mua chung cư, cổ phiếu và hợp đồng bảo hiểm ở ngoại quốc. Theo tờ New York Times, người Trung Quốc đang mua chung cư ở Nhật Bản và đổ tiền vào các chương mục ở Mỹ hoặc là Âu Châu trả lãi suất cao hơn ở Trung Quốc, nơi mà lãi suất thấp và đang giảm đi. Ước tính khoảng 50 tỷ mỗi tháng được tuồn ra khỏi Trung Quốc, chủ yếu là bởi các gia đình Trung Quốc và các công ty tư nhân. Người dân Trung Quốc nổi lên như là những tay mua chủ lực của các căn chung cư ở Tokyo có giá từ 3 triệu mỹ kim trở lên và họ thường trả bằng tiền mặt. Họ trả bằng cả vali. Zhao Li là tổng giám đốc của Senjun Xiaosuan, là dịch vụ niêm yết địa ốc trực tuyến ở Tokyo cho biết Trước đại dịch, khách hàng Trung Quốc thường mua chung cư thuộc dạng studio ở Tokyo với giá từ 330.000 Mỹ Kim trở lại và rồi cho thuê. Bây giờ thì họ đang mua những chung cư lớn hơn nhiều và xin thị thực đầu tư để cho gia đình qua Nhật Bản ở. Trong một số trường hợp, người Trung Quốc đang ứng biến để vượt qua sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ Trung Quốc trong việc chuyển tiền ra ngoại quốc. Họ mua những thỏi vàng đủ nhỏ để ém nhẹ một cách kín đáo ở trong hành lý sách tay, cũng như là mang số lượng lớn ngoại tệ việc chuyển tiền ra ngoại quốc một phần cho thấy nỗi bất an ở tại Trung Quốc về nhịp độ phục hồi chậm chạp của nền kinh tế và sự sụt giảm đáng kể báo động của thị trường địa ốc. Đối với một số người thì đó cũng là phản ứng trước những lo ngại về hướng đi của nền kinh tế dưới thời lãnh đạo của Tập Cận Bình, người đã chấn áp doanh nghiệp và củng cố bàn tay của chính phủ trên nhiều khía cạnh của xã hội. ISIS nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu ở Philippines Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trường đại học Mindanao ở thành phố Marawi, phía nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thịt mạng và 50 người bị thương hôm 3 tháng 12. Trước tuyên bố của ISIS, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã lên án những hành động vô nghĩa và tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài gây ra. Cảnh sát và quân đội đang siết chặt an ninh ở miền nam đất nước và xung quanh thủ đô Manila. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nói rằng các hoạt động thực thi pháp luật nhằm đưa thủ phạm của hoạt động khủng bố ra trước công lý sẽ tiếp tục không suy giảm. Ông Teodoro cho biết có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy có yếu tố nước ngoài trong vụ đánh bom nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết để không ảnh hưởng đến cuộc điều tra đang diễn ra. Còn theo tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Bronner, vụ đánh bom ở Marawi là một cuộc tấn công trả đũa, bởi nó xảy ra sau một loạt hoạt động quân sự do chính phủ tiến hành nhằm chống lại các nhóm vũ trang ủng hộ ISIS. Từ Indonesia và Mã Lai, người dân tấn công ở trên mạng nhắm vào các binh sĩ do Thái. Tức giận khi nhìn thấy hình ảnh binh sĩ do Thái ăn mừng ở giữa đống đổ nát ở Gaza, Cư dân mạng ở Indonesia và Mã Lai đã tấn công bằng việc gọi điện thoại, gửi tin nhắn hay là bình luận dưới các bài báo. Ở tại Indonesia đang lan rộng phong trào "Julit Fisabi Lila" đánh cắp thông tin cá nhân và bắt nạt ở trên mạng, nhắm vào các quân nhân thuộc về lực lượng phòng vệ do Thái và một số nhóm được cho là theo chủ nghĩa phục quốc do Thái. Theo truyền thông địa phương, tài khoản mạng xã hội và số điện thoại được dùng cho WhatsApp của binh sĩ do Thái đã bị phát tán rộng rãi ở trên mạng, tạo ra điều kiện cho cư dân mạng ở tại Indonesia và Mã Lai, nơi vốn có nhiều người theo đạo Hồi, tấn công vào các tài khoản này bằng nhiều bình luận, tin nhắn hay là các cuộc gọi. Nhiều binh sĩ do Thái đã phải khóa bình luận ở trên mạng xã hội Instagram, một số khác phải chịu mất tài khoản. Trong khi đó ở tại Singapore, luật pháp cấm các cuộc biểu tình liên quan đến xung đột giữa Israel và Hamas. Vì vậy, họ, người sinh dân Singapore cũng thường tranh luận về vấn đề này ở trên không gian mạng. Một thành phố Nhật Bản phá sản có thể hồi sinh nhờ Cantaloupe. Năm 2007, thành phố Yubari ở Nhật Bản tuyên bố phá sản với khoản nợ khoảng 238 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, đô thị này đang có hy vọng trả hết nợ khi có giống dưa lưới, tức cantaloupe quý, có giá lên đến 34.000 Mỹ Kim cho một cặp. Một cặp cantaloupe giống King Yubari gần đây được đấu giá thành công ở mức gần 23.000 Mỹ Kim. Trước đó, mức đấu giá cao nhất từ trước đến nay cho một cặp dưa Zubari là 34.000 Mỹ Kim. Ngoài mức giá cao ngất ngưỡng ở các cuộc đấu giá, dưa Zubari với vị ngọt thơm cũng được bán với mức giá thấp nhất là 34 Mỹ Kim một trái tại các cửa hàng. Dưa Zubari chỉ được phép trồng ở Zubari. Hạt giống của dưa Zubari được bảo quản nghiêm ngặt và chưa bao giờ được vận chuyển ra khỏi thành phố. Thành phố Yubari nay chỉ có dân số khoảng 6.500 người, bằng 5,6% so với thời kỳ Hoàng Kim, khi còn là một khu vực khai thác than thịnh vượng, không tàu hỏa, không trung tâm mua sắm. Nhưng thành phố này có hy vọng bởi với nguồn thu từ Cantaloupe, Yubari dự kiến trả hết nợ vào tháng 3 năm 2027. Khi tôi còn nhỏ, thành phố này có mọi thứ, bây giờ trong nó có vẻ như một thị trấn ma. Nhưng điều này thúc đẩy chúng tôi cố gắng hết sức để ngăn chặn sự suy thoái. Dừa King Zubari là kho báu mà chúng tôi phải bảo vệ bằng mọi giá. Thị trưởng Sukasa Asuja, 58 tuổi, đã nói với báo Straight Times. Và vừa rồi là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.